Đang chơi gì á? Đầu xe đúng không? Cho ba coi xe nè. Kia đâu có nhiều xe quá, kia đâu có tới 5 chiếc xe luôn. Đâu cho ba coi từng chiếc xe coi. Để xe đây nè, có xe xuống rồi. Đâu kia đâu có nhiều xe chưa? Rồi kia đâu có 5 chiếc xe luôn. Đây một một chiếc nè. Wow, chiếc xe màu hồng nè. Chiếc xe màu xanh, chiếc xe màu xanh để đây nè. Đó đúng rồi, Kido để chiếc xe màu xanh vô đây. Không, cái này để đây nè. Chiếc xe màu trắng để đây nè. Đó rồi, chiếc xe màu hồng cho vô đây. Chiếc xe màu hồng cho vô đây. Đây nè. Không, chiếc xe màu hồng cho vô đây nè. Đó rồi, chiếc xe này là chiếc xe màu màu xám nha. Chiếc xe màu xám cho vô đây. Không, màu xám không được rồi. Màu xám cho lên đây. Rồi, chiếc xe màu xanh cho lên đây. Rồi, chúng ta đã cho tất cả xe vô được rồi. Rồi, cái đồ tháo ra đi. Ấy da, thật là mạnh. Cái đồ tháo bạo lực quá. Rồi, gắn vô lại. Sai rồi, kia đâu gắn sai rồi. Đây nè, màu xanh đây. Đây màu trắng cho vô đây. Màu trắng vô đây, cho vô đây nha. Rồi, màu xanh cho vô đây. Lấy cái này cho vô đây. Không. Cái này, đây nè, kia đâu, bên này. Đúng rồi, cho vô. Rồi, cái này, cho vô đây. Đây, bên này, cái này. Cái này. Ngược lại, quay ngược lại. Ngược lại nha nè. Đó, rồi cho xuống, cho xuống. Được rồi. Hướng kia, hướng kia, hướng kia. Ngược lại nè, ngược lại nè. Đó. Rồi còn một cái nữa nè. Một cái nó cho vô luôn đi. Rồi, giỏi quá. Cái đồ xếp vô được rồi, giỏi quá. Xe nè, cái đồ quay xe đúng không? Cái đồ quay xe nha. Xe cái đồ đó. Đó. Rồi đây là chiếc xe của cái đồ nè. Bé bé bé. Không.
Chị hả? Yeah.